Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 156. Thịnh Phong Trạch bị thị vệ bao quanh, chưa kịp ra khỏi cổng chính của dịch quán, đã nghe tiếng ồn ào của đám công tử bột bên ngoài tường rào. Chàng dừng bước. Sự xuất hiện bất ngờ của đám thiếu niên ăn chơi đã hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của chàng. Chủ tử, giờ phải làm sao? Dương Tĩnh Uyên, Dương Tam Lang, ngươi lại làm hỏng một nước cờ của ta." Thịnh Phong trạch sắc mặt cực kỳ khó coi, chàng có chút hối hận vì tối qua không nhân cơ hội giết Dương Tĩnh Uyên. Một thương nhân con của vợ kế, tự tiện xông vào dịch quán hành thích Nam Chiếu Vương gia, giết cũng không sao. Vì biết Dương Tam Lang được sủng ái ở nhà, lúc này mới thay đổi ý định giao hắn cho Thạch Tổng Quân sự vụ cụ thể của trạm dịch Ích Châu do dịch thừa đảm nhiệm. Người lãnh đạo trực tiếp của dịch thừa chính là Thạch Tổng Quân. Thịnh Phong Trạch xảy ra bất kỳ chuyện gì trong dịch quán, Thạch Tổng Quân đều không thoát khỏi liên quan. Có như vậy, Thịnh Phong Trạch mới nắm được Thạch Tổng Quân trong tay. Nhưng thông tin của hắn luôn đến chậm, sau khi đưa Dương Tĩnh Nguyên đi, hắn mới biết Dương Đại Lão ra qua đời. Dương Đại Lão ra mất, Thạch Tổng Quân sẽ không vì một cháu ngoại trên danh nghĩa mà mạo hiểm. May mà Thạch Tổng Quân vẫn quyết định đưa Dương Tĩnh Uyên về Dương Gia, không đưa vào châu phủ Đại Lao. Thịnh Phong Trạch cười vì kế sách của mình thành công, dự định ngày mai đi Dương Gia phúng viếng. Dương Tĩnh Uyên đến chịu đòn nhận tội. Nếu đã Dương Tĩnh Uyên phát hiện kế hoạch của mình, muốn tới dịch quán trước làm ẩm ý. Thịnh Phong Trạch cảm thấy trước mặt mọi người nhục nhã một phen, cũng ra khỏi thành bị Dương Tĩnh Nguyên đánh một hồi chán ghét. Chỉ trong chốc lát tình thế thay đổi, miễn cưỡng biến thành một trò cười. Nghĩ đến việc mình phải ra khỏi dịch quán, đối mặt với đám thiếu niên ăn chơi kia bằng vẻ mặt ôn hòa, bắt tay nói chuyện. Thịnh Phong Trạch cũng có một loại xúc động muốn vén tay áo lên và đối đầu với đám công tử bột đó. Một đám người chịu tội bồi tội, toàn bộ dân chúng Ích Châu đều đang xem náo nhiệt, bản vương chẳng lẽ còn có thể quay trở lại thịnh phong trạch đè nén lòng không cam lòng và tức giận, nở nụ cười ôn hòa, đi về hướng cổng chính của dịch quán. Lúc này, Dương Tĩnh Sơn đã lặng lẽ rời đi, dặn người đưa tin tức đến châu Phủ. Thạch Tổng Quân từ lo sợ chuyển sang vui mừng, vội vàng chạy tới. Vừa gặp thịnh phong trạch ra khỏi cổng chính, Thạch Tổng Quân vội vàng nghênh đón, chắp tay hành lễ nói. Những tiểu tử này lại dám đến dịch quán quấy nhiễu vương gia hà quan thất trách a à. cười vui vẻ đến mức da mặt nhăn nheo thành mấy tầng thị vệ nam chiếu cuối cùng thấy được quan viên đại đường da mặt dày mọi người đều trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau thạch tòng quân giả vờ không nhìn thấy khó xử nói bọn họ đến để chịu đòn nhận tội với vương gia hà quan thực sự không có cách đuổi họ đi xa xin vương gia quyết định vì niệm họ còn trẻ thịnh phong trạch ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng không cười nói bản vương ở Ích Châu là để kết giao bằng hữu, không phải kết thù. Chỉ là hiểu lầm nhỏ, bản vương không để trong lòng. Chư vị xin đứng lên đi. Đám công tử bột bình thường rảnh rỗi nhàm chán, hôm nay đột nhiên tìm được một trò đùa. Một đám tụ tập ở đây, một hối quỳ xuống làm trò, mới mẻ kích thích. Ai nấy đều thần khí hiện ra như thật, không có chút cảm giác ấy nấy nào. Nghe Thịnh Phong Trạch nói vậy, họ liền đứng lên, rút lưng chói cảnh mận gai lẫn nhau và lớn tiếng nói. Vương gia rộng lượng. Nói xong, họ quay về phía dân chúng vây quanh thở dài. Đa tả các phụ lão hương thân đã thêm can đảm cho các tiểu tử. Chu thất lang biểu hiện oai hùng trước mặt đám công tử bột, nghĩ rằng tên hắn sẽ được truyền tụng lâu dài ở ích châu thành, hưng phấn mà kêu to. Người đâu, thưởng. Người hầu của hắn mang một bao tiền đồng ném ảo ảo ra ngoài. Thấy tiền rơi, Dân chúng ổ lên, vui mừng cảm ơn, liều mạng nhặt tiền. Thạch Tổng Quân cười đến nỗi mắt không thấy răng, còn muốn bày tỏ bất đắc dĩ. Chào ôi, những thiếu niên này à, ai? Không ai để ý đến Thịnh Phong Trạch, một thái độ như muốn chàng đi đi. Thịnh Phong Trạch tức giận đến hết sâu, còn muốn tỏ ra điểm nhiên như không, cười khan phụ họa Thạch Tổng Quân. Đều là thiếu niên à? Đi con mẹ nó thiếu niên, ta 15 tuổi đã đi xứ Thổ Phiên ngày mùa có thể ra đồng nhàn rỗi có thể dẫn tam quân thịnh phong trạch buồn bực không chịu được đột nhiên ánh mắt của hắn và dương tĩnh uyên chạm vào nhau dương tĩnh uyên giơ cành mận gai lên nhìn thịnh phong trạch bẻ gãy rồi thoải mái ném đi hắn không nhìn thịnh phong trạch nữa xoay người cùng tang thập tứ đi ra khỏi đám người dương tĩnh uyên vở kịch hay còn ở phía sau thịnh phong trạch cười lạnh phất tay áo vào dịch quán ra khỏi đám người, tang thập tứ kéo Dương Tĩnh Uyên đến một bên đầu phố, danh mãnh nói. Ta đủ huynh đệ đi, khi ta đến liền gặp được, ta đoán quý nhị nương chắc chắn ở trong xe. Một chiếc xe la dừng ở đầu phố, quý phú ngồi trên càng xe, thấy hai người, cười nhảy xuống xe la, còn hướng về phía trong xe lớn tiếng nói. Nương tử, lão nô có chút khát nước, đi uống chén trà trở về. Nghe thấy lời của hắn, tim dương tĩnh uyên bỗng nhiên đập nhanh bước chân chậm chạp không muốn tiến lên tàng thập tứ thấy vậy dùng sức kéo hắn đến trước xe tam lang ngày mai ta cùng cha mẹ đến quý phủ phúng viếng cáo từ nói xong cười lắc đầu mà đi xe la với rèm rũ xuống lặng lẽ dừng lại dương tĩnh uyên lặng lẽ đứng trước xe nàng không thể tới nhà phúng viếng đến thành là vì muốn gặp mình sao muốn nói quá nhiều trong thời gian ngắn làm sao nói hết vốn muốn tìm chứng cứ nam chiêu lấn tới để chứng minh cho nàng xem trong một đêm ngắn ngủi phụ thân và mẹ kế của hắn đều không còn hôn kỳ sẽ bị hoãn lại vì hắn phải giữ đạo hiếu muốn kéo dài ba năm nàng sẽ chờ hắn ba năm sao nửa tháng bận rộn theo dõi thịnh phong trạch cũng giận nàng không tin tưởng mình nàng oán hắn sao cách lớp màn kiệu mỏng cảm xúc của dương tĩnh viên phập phồng lại không dám vén rèm xe lên. Quý anh anh ngồi trong xe la, hai tay bưng mặt, nhìn chằm chằm màn kiệu xuất thần. Trước kia Dương Tam Lang nhất định sẽ không do dự vén rèm xe lên. Nếu như hắn chỉ đứng ngoài xe mà không lên tiếng, hắn vẫn còn oán nàng sao? Phụ thân và di nương hài cốt chưa lạnh, hung thủ hại phụ thân còn chưa điều tra ra, chữ bằng máu di nương để lại còn chưa giải mã, nếu không phải để vãn hồi ảnh hưởng tối hôm qua, hắn vốn không nên ra ngoài phủ. Dương Tĩnh Uyên thở dài, nói. Đêm đó ta không hiểu lầm ngươi và thịnh phong trạch, ta chỉ giận ngươi không chịu tin tưởng ta, có gì khó khăn chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta sẽ tìm cách. Ngươi không để ý đến ta cũng không sao, ta không oán ngươi. Ta muốn về phủ túc trực bên linh cứu phụ thân và di nương, hôn sự của chúng ta muốn hoãn thêm. Đột nhiên nghe được lời Dương Tĩnh Uyên, quý anh anh ngạc nhiên và vui mừng, ngây ngẩn cả người hóa ra dương tĩnh uyên không trúng kế hắn chỉ giận nàng vì nàng gạt hắn mà thôi nghe hắn nói muốn về phủ túc trực bên linh cữu quý anh anh lại sợ hãi túc trực bên linh cữu di nương chẳng lẽ mẹ ruột của hắn cũng qua đời dương gia đã xảy ra chuyện gì trong một đêm hắn mất đi hai người thân quý anh anh chấn kinh đến quên cả nói chuyện đợi nàng kịp phản ứng nàng vén màn kiệu lên tam lang ngoài xe la không có một bóng người Dương Tĩnh Uyên đã đi rồi. Chương 157. Quý anh anh nghĩ muốn đuổi theo, nhưng lại dừng bước. Ca tẩu đến Dương gia, nhất định sẽ mang về tin tức. Dương Tĩnh Uyên muốn túc trực bên Linh Cửu, nàng sao có thể tốt mà gọi hắn ra khỏi phủ được. Nhìn từ mắt người Dương gia, thì thật sự là không hiểu chuyện. Quý phú đứng không xa, thấy Dương Tĩnh Uyên rời đi, cười hì hì đi tới. Quý phú thúc, Chúng ta đi đến gần Dương Gia chờ ca ca, đỡ phải để người khác gọi xe về nhà. Quý Phú gật đầu, đuổi xe đi. Ngõ hẻm Dương Gia đầy xe ngựa đến viếng. Xe la của Quý Gia căn bản không thể đi qua được. Quý Phú đành phải dừng xe từ xa, nói với Quý Anh Anh. Nương tử hãy ngồi yên trên xe, Lão Nô sẽ đi đến cửa chờ Đại lang Quân và Thiếu Phu Nhân. Quý Anh Anh ngồi trong xe một lúc, nghe thấy đám người phu xe bên cạnh bàn tán một người nói, nghe nói Liễu Di Nương là vì Dương Đại lão gia mà tự tử. Người kia hừ một tiếng, nói, chuyện tự tử vì tình cũng khó mà nói, Dương Đại lão gia đã sủng ái Liễu Di Nương suốt 20 năm. Khi đại lão gia qua đời, Liễu Di Nương không còn ai để dựa vào. Chuyện trong đại gia đình, hắc hắc, Dương Tam Lang được sủng ái trong nhà, người nghĩ Dương Đại lão gia sẽ chia cho hắn bao nhiêu sản nghiệp. Sản nghiệp, hắn là con vợ kế. Dù Dương Đại lão gia có muốn chia phần lớn cho hắn, đại phu nhân có chịu không? Dù sao cũng không phải con ruột, trước kia được sủng ái cũng chỉ vì đại lão gia. Ta nghĩ sau này cuộc sống của Dương Tam Lang sẽ khổ sở lắm. Quý anh anh trong lòng càng thêm khó chịu, vừa rồi nàng sao lại vì tình e sợ mà không vén màn kiệu để nhìn thấy hắn? Hắn cô độc, lại không phải con ruột của đại phu nhân. Nếu đại phu nhân không đối xử tốt với hắn, hắn biết làm gì bây giờ đang suy nghĩ quý phú đã đón được vợ chồng quý diệu đình hai người lên xe không đợi quý anh anh hỏi thăm quý diệu đình đã lắc đầu nói dương gia có quá nhiều người đến viếng họ không quan tâm đến chúng ta ca ca đã tìm cơ hội an ủi dương tam lang vài câu hắn trông ổn chỉ nói chờ đại lão gia ra đi rồi mới bàn tiếp nói sau chuyện chỉ là hôn sự của hai người Quý anh anh từ bên hôm cởi xuống túi thơm, nói: "Ca ca, giúp ta đưa cái này cho hắn, nói rằng ta đang chờ hắn." Không thể làm gì được, rõ ràng ngày 12 tháng 4 Dương Tam Lang sẽ đến đón dâu. Đại lão gia qua đời, Quý gia cũng không thể vì thế mà rút lui. Hơn nữa, trước đây khi kết thân, còn có đại phu nhân của Dương gia giúp đỡ. Quý Diệu Đình nhận túi thơm, lại đi một chuyến khi trở về mang theo một chiếc túi thiêu hoa lan màu trắng tinh, quý diệu đình cười nói: hai nhà qua lễ đính hôn, lần này hai người các ngươi coi như trao đổi tín vật. tam lang nói đây là di vật của di nương hắn, nhờ ngươi giữ gìn cẩn thận. vuốt ve những đường thiêu tỉ mỉ trên túi, quý anh anh khen: di nương hắn thật khéo tay, đáng tiếc ta chưa từng gặp mặt bà. cầm lấy túi, nàng cảm thấy yên lòng, quý anh anh lặng lẽ nghĩ ba năm thì ba năm. Ba năm sau mình 19 tuổi, Dương Tĩnh Uyên cũng mới 21. Chỉ cần con người không thay đổi, dù không có sản nghiệp Dương gia, hai người cũng có thể sống tốt. Đến lúc hoàng hôn, khách khứa dần dần rời đi, các trưởng bối trong tộc Dương Thị ở lại. Sau khi dùng bữa, chi thứ ba của Dương gia tụ họp tại Bạch Lộ Đường. Chi thứ ba mọi người có mặt đầy đủ chứ? Ta sẽ công bố di chúc của Đại Lão Gia. Dương bát thúc công, lão giả lớn tuổi nhất của gia tộc dương thị được cháu đỡ run rẩy đứng lên ông công khai di chúc không sứt mẻ mở ra trước mặt mọi người so sánh với một bản khác do dương thạch thị đưa ra rõ ràng hai phần chữ viết là do dương đại lão gia tự tay viết nội dung hoàn toàn giống nhau gia sản của dương gia đã được lão thái gia và lão phu nhân chia một lần trước khi mất hôm nay chỉ phân chia sản nghiệp của chi lớn nhị phòng và tam phòng chỉ làm chứng sau khi Dương Nhị Lão Gia và Dương Tam Lão Gia xác nhận, không ai có dị nghị. Dương Nhị Lão Gia nghe bát thúc công đọc tên các sản nghiệp, không nhịn được lén liếc nhìn Dương Tĩnh Sơn và Dương Tĩnh Nham một cái. Nam Chiếu Bạch Vương đã nói hiểu, chỉ cần đại ca qua đời, hắn sẽ giúp mình phế bỏ hai con trai trưởng của Dương Thạch Thị, để họ không thể kế nhiệm gia chủ. Hiện tại hai con trai trưởng của Chi Lớn vẫn khỏe mạnh, Thịnh Phong Trạch Liệu có giúp mình không? đến giờ hắn vẫn không hiểu mục đích của Nam Chiếu Bạch Vương. Có lẽ, Thịnh Phong Trạch đang đợi mình đưa ra điều kiện. Việc đã đến nước này, hắn không còn đường lui, nhất định phải ra tay trước khi Dương Tĩnh Sơn kế nhiệm gia chủ. Trong lúc suy tư, Dương Bát Thúc Công đã đọc xong di chúc. Mọi việc đã được sắp xếp như thế, Đại Phu Nhân có dị nghị gì không? Dương Đại Lão gia phân cho Dương Tĩnh Nguyên một biệt huyền ở Trấn Thanh Thành, kèm theo 30 mẫu đất và hai cửa hàng trong thành. Đây là phần sản nghiệp nhỏ nhất, nếu không phải Thạch Tổng quân tra hồ sơ và phát hiện việc chuyển nhượng sản nghiệp ghi tên thư tiên sinh, Dương Thạch Thị cũng nghĩ rằng đại lão gia phân biệt huyền cho Dương Tính Nguyên để tiện tập võ. Cửa hàng được cấp cho hắn xem như riêng tư, nghĩ đến lòng tuyền dịch tang sơn cùng điền trang tơ hộ, và cả khu gấm trong thành với hơn 10 cửa hàng, Dương Thạch Thị liền nổi giận. Nàng liếc nhìn Dương Tĩnh Uyên một cái, nói: "Thiếp không có gì nghĩ gì." Dương Tĩnh Uyên lặng lẽ ký tên đồng ý trên văn khí, cầm phần của mình và lui ra ngoài. Dương Bát Thúc công lại nói: "Theo quy định gia tộc Dương, gia chủ được thừa kế từ trưởng tử chi lớn. Việc phân chia đích tôn như thế nào, sẽ nghe theo ý đại phu nhân." Đại Lang đã xử lý gia nghiệp Dương gia nhiều năm, sau nghi thức tang lễ, trong tộc sẽ mở từ đường để ghi vào gia phả sắc trời đã tối, tạm thời như vậy. Sau khi tiễn tộc lão và nhị phòng tam phòng, Dương Tĩnh Nguyên chủ động nói. Mẫu thân và hai huynh trưởng hãy đi nghỉ ngơi, đêm nay con sẽ túc trực bên linh cứu của phụ thân. Dương Thạch Thị sớm đã nghe về chuyện của hắn hôm nay ở dịch quán, nghĩ đến thái độ của mình, có chút đau lòng. Nàng dịu dàng nói. Mẫu thân hôm nay tâm trạng không tốt, có nói nặng lời một chút, tam lang đừng trách mẫu thân. Mẫu thân mệt nhọc, chỉ trách tam lang làm việc lỗ máng, sao có thể oán trách mẫu thân. Dương tĩnh uyên nhẹ giọng đáp. Câu trả lời của hắn khiến Dương Thạch Thị rất vui, nàng nghĩ, giấu đi phần sản nghiệp này, tương lai Dương tĩnh uyên an phận, đại lang và nhị lang hơn hắn mười mấy tuổi, sẽ làm cho hắn không lo cơm áo. Đợi sau bảy bảy bốn mươi chín ngày tang lễ, mờ từ đường xác định đại lang là gia chủ, nàng sẽ lui về tư viện an hưởng tuổi già. Người đi đi. Ngày mai các ngươi ba huynh đệ thay phiên túc trực bên linh cứu của lão gia. Dương Thạch Thị mỉm cười nói. Bóng đêm dần buông, tiền giấy trong chậu đồng bùng lên ngọn lửa đỏ, chốc lát cháy hết. Cực kỳ giống như cuộc đời con người, như lửa thanh xuân cháy hết, chỉ còn lại màu xám trắng của tang thương. Dương Tĩnh Uyên quỳ trên bồ đoàn, xuất thần nhìn giấy cho bay lên theo gió. Tang thập tứ từng nói về việc phụ thân truyền giao tuyệt bút sản nghiệp cho một người khi hỏi phụ thân ông nói là để di nương dùng gần thân hắn cũng không để tâm hôm nay khi bắt thúc công đọc di trúc phân chia sản nghiệp hắn nhớ lại chuyện này tang thập tứ đã nói người đó họ thư dương tĩnh uyên càng hồi tưởng ký ức càng rõ ràng đúng vậy họ thư di nương lưu lại chữ bằng máu là để ta đi tìm thư tiên sinh tại sao di nương không trực tiếp nói với mình chính mình là cốt nhục của nàng nàng không đợi được để gặp mình một lần sao? Dù nàng muốn chết để đi theo phụ thân, chẳng lẽ không có thời gian để viết một bức thư mà phải cắn nát ngón tay nhung máu viết chữ? Là mẹ cả s di nương treo cổ tự tử sao? Dương tĩnh uyên đột nhiên nghĩ đến điều này, dùng mình một cái. Không, sẽ không, là mẫu thân nuôi lớn ta, nàng sẽ không, không thể vì một khoản sản nghiệp. Cha làm việc cẩn thận, cố ý nhờ tăng trưởng sử, sẽ không để thạch cứu cứu biết rõ. Dương Tĩnh Uyên nói thầm, trong lúc nhất thời hoảng hốt. Hắn đứng lên, vén màn, quỳ gối trước quan tài. Tấm màn tách ra không gian, Dương Tĩnh Uyên dựa vào quan tài, cảm giác phụ thân ở bên cạnh mình. Chán hắn tựa lên quan tài, mắt đầy nước mắt. Cha, Tam Lang nên làm gì bây giờ? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 158. Nửa đêm, khi trời đổ mưa phùn, cổng lớn của nhà họ Dương bị gõ mạnh. Trong thành đã cấm đi lại ban đêm từ lâu, nên người đến gõ cửa vào lúc này chắc chắn có việc gấp. Người gác cổng vội vàng mở cánh cửa nhỏ để tiện cho việc ra vào ban đêm, nhìn thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc như một văn sĩ dắt con ngựa đứng trước cửa. Điều đầu tiên mà người gác cổng chú ý không phải là khuôn mặt của ông ta, mà là chiếc mũ đấu bồng mà ông ta đang đội. Dưới ánh sáng của chiếc đèn lồng trắng, chiếc mũ đấu bồng và áo ngủ màu nâu của ông ta, ướt đẫm mưa, phát sáng như được rắc một lớp mọc trai. Đây là loại gấm mới mà năm ngoái nhà họ Dương đã thắng trong cuộc thi đấu gấm. Người gác cổng nhà họ Dương cảm thấy tự hào nên thái độ cũng trở nên thân thiện. Nếu như lang quân đến viếng, xin hãy đợi đến sáng mai. Nếu có việc khác, xin hãy cho biết tên, tiểu nhân sẽ báo lại với chủ nhân. Thư Diệp nhìn chữ viết trên chiếc đèn lồng trắng, ảm đạm nói. Tại Hạ Họ Thư là bạn cũ của Đại Lão Gia. Vừa nhận được thư báo tang từ Ích Châu, vội vàng lên đường, nên mới đến đây vào đêm khuya. Trong thành cấm đi lại ban đêm, không thể tìm được khách sạn, nên đành trực tiếp đến Dương Phủ. Nói rồi, ông ta đẩy mũ đấu bồng xuống, lộ ra khuôn mặt. Già ông ta ngăm đen, mặt trái xoan, dưới hàm có một tròm dâu phiêu giật, đôi mắt nhỏ nhưng sáng rực. Người gác cổng nhìn thấy ông ta, lòng đột nhiên căng thẳng, không dám nhìn lâu. "Thư gia xin chờ một chút, tiểu nhân sẽ vào báo ngay." Người gác cổng gọi một gã sai vặt đến rất ngựa cho thư diệp. Thư diệp lấy bao đồ và trường kiếm, rồi đi theo người gác cổng vào ngồi ở cửa bên. "Ông ta không khách khí, nói thẳng với người gác cổng. Đi một ngày đường, mệt mỏi chưa hết, xin tiểu ca đi lấy chút gì ăn. Không cần cầu kỳ, có thể lót dạ là được." Ông ta quả thật không khách khí, người gác cổng đồng ý, gọi gã sai vặt hầu hạ, còn mình thì đi báo tin cho quản gia. Quản gia Lý phụ trách việc bên ngoài, từ tối qua đến nay không dám ngủ. Vừa tra xong buổi đêm, hắn đang định thay áo thì nghe tiếng gõ cửa của người gác cổng. "Lý quản gia, có vị khách họ thư đến viếng lão gia." Nhìn trang phục của ông ta, có vẻ như từ nơi xa đến, trên ủng còn dính đầy bùn đất ông ta nói là bạn cũ của lão gia ngài đã dặn chỉ cần là họ thư phải báo ngay với ngài người gác cổng cười nịnh nọt lý quản gia biết rõ tối nay là dương tĩnh nguyên túc trực bên linh cữu liền xuống giường và mặc giày vào ông ta đang ngồi đợi vậy thì người hãy dẫn ông ta ra phòng khách ngoài viện nói rằng nội viện đã khóa mời ông ta nghỉ ngơi một đêm sáng mai đến viếng lão gia sắp xếp cho ông ta phòng thượng hạng nhớ phải hầu hạ tốt tìm một gã sai vặt thông minh hầu hạ. Ngươi đủ thông minh, sau này sẽ được thưởng. Tiểu nhân hiểu. Người gác cổng được Lý Quản gia khen ngợi, vui mừng rào bước đi. Lý Quản gia không dám chậm trễ, vội vã tới nội viện và gõ cửa. Linh dạp phủ lên bạch lộ đường rộng rãi trong sân, những chiếc rèm trắng bay phấp với, bốn bề gió thổi. Dầu vừng đã sớm ngủ gục ở một bên, dương tĩnh uyên ngồi xổm trên chiếu, cố gắng rời tâm trí không nghĩ tới cái chết của Di Nương Liễu. Hắn là người học võ, túc trực bên linh cữu đối với hắn như một hình thức thiền định với sư phụ. Ban đêm yên tĩnh, hắn nghe lén thấy cửa sân bạch lộ đường mở ra. Trễ thế này, sao còn có người ra vào? Dương tĩnh uyên cảm thấy tò mò. Hắn đang muốn đứng dậy đi xem thì nghe tiếng đối phương nói. Tam lang quân đang túc trực bên linh cứu, đừng làm phiền hắn. Chuyện gì mà không thể kinh động mình? Dương Tĩnh Nguyên vốn đang ngồi thẳng lưng, tâm tư khẽ động, tựa vào bàn thờ, giả vờ như đang ngủ thiếp đi. Tiếng bước chân rất nhẹ, váy áo phất phơ, thoang thoảng mùi son phấn rẻ tiền. Là một thị ti, nàng từ từ tiến gần linh dạp, dừng bước, nhìn vào trong, thấy Dương Tĩnh Nguyên và Dầu Vừng đều ngủ thiếp đi, nàng vội xoay người rời đi. Nghe tiếng bước chân, nàng đi vào nội đường. Dương Tĩnh Nguyên mở mắt, dù có chuyện gì xảy ra tại sao thị tỳ này lại cố tránh mặt mình với công phu của hắn việc nghe lén không khó dương tĩnh uyên nhìn linh vị của cha trên bàn thờ lòng đầy bi thương không muốn đi nghe lén đây vẫn là nhà của hắn mà cha ngày mai con phải đi tìm sư phụ xem xem rượu của nhị bá có gì huyền diệu con nhất định sẽ tìm ra manh mối ngày mai đi thanh thành có lẽ hắn sẽ không biết có chuyện gì cần tránh mặt mình khi trời chưa sáng rõ, mưa càng nặng hạt hơn so với ban đêm. Mưa phùn biến thành những hạt mưa nhỏ lộn xộn. Cửa sân bạch lộ đường mở ra, Dương Tĩnh Sơn cùng vợ và con trai tới trước. Ông vào linh dạp thắp hương cho cha. Ân cần nói với Dương Tĩnh Nguyên: Xuân lạnh, Tam Lang đừng để bị lạnh đêm. Dương Đại Nãi Nãi từ tay nha đầu nhận hộp cơm, xin lỗi nói: Tối qua tẩu tử quên dặn bếp đưa ăn khuya cho Tam đệ sáng nay nấu canh nóng với bánh, tam đệ ăn trước một chén rồi hãy đi thỉnh an mẫu thân cũng không muộn. Đa tà tẩu tử, thân thể ta vẫn khỏe, không có gì đáng ngại. Dương tĩnh uyên quay đầu nói với đại ca. Trong nhà bận rộn, không thể thiếu người. Xin đại ca nói với mẫu thân, ta đi thanh thành gặp sư phụ. Dương tĩnh uyên hiểu trong lòng là mời lộng lẫy nguyệt đạo trường nghiệm rượu. Tang sự còn đang xử lý, vị trí gia chủ chưa được xác định. Nếu rượu của nhị thúc thực sự có vấn đề, thì đối với Dương Gia là chuyện lớn. Hắn gật đầu nói. Ta sẽ nói với mẫu thân, người đi sớm về sớm. Khi ra ngoài, Dương Tĩnh Nguyên thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc kiểu văn sĩ được Lý Quản gia đích thân dẫn tới. Tam Lang Quân đi sớm vậy sao? Lý Quản gia khom người hành lễ với hắn, nụ cười có chút cứng ngắc. Vị này là ai? Sớm vậy đã có người đến viếng, trời còn tờ mờ sáng. Dương Tĩnh Uyên vừa mở miệng, lập tức hiểu rằng người này có lẽ là khách nhân truyền tin đến nội viện đêm qua. Tài Hạ Họ Thư là bạn cũ của Đại Lão Gia. Nghe tin giữ, cố ý đến thắp hương cho Đại Lão Gia. Thư Diệp nghe Lý Quản Gia gọi thiếu niên trước mặt là Tam Lang Quân, liền híp mắt, cẩn thận quan sát Dương Tĩnh Uyên. Đôi mắt sáng của ông ta lóe lên một tia gian tà. Dương Tĩnh Uyên bị ông ta nhìn chằm chằm, cảm thấy không tự nhiên vừa nghe ông ta họ thư hắn lại hiểu tại sao thị tỳ muốn tránh mặt mình để truyền tin hắn không dám nghĩ thêm vội chắp tay nói lời cảm tả mang theo dầu vừng đi ngay không quay đầu lại thật là kỳ lạ chẳng lẽ dương tam lang không biết mình đến vì hắn thưa diệp chớp đôi mắt nhỏ lập tức nghĩ đến cái chết tự sát của di nương liễu không đúng dù có tự sát nàng cũng không thể quên nói cho con trai việc quan trọng như vậy Thư tiên sinh, mời theo tiểu nhân. Thư Diệp cười gật đầu, đi theo hắn vào bạch lộ đường. Dương Tĩnh Sơn cùng Dương Tĩnh Nham huynh đệ đã dùng điểm tâm, đang ở linh giạp hầu. Nhìn thấy bài vị trên bàn thờ, Thư Diệp thở dài một tiếng, tiến lên kính hương, nói với huynh đệ Dương gia: Lấy bộ ma y đến, đại lão gia từng cứu mạng thư mổ, thư mổ vì ân nhân đổ tang là chuyện nên làm. Huynh đệ hai người không dám nhận, Thư Diệp nghe thấy phiền, nói. Lấy một mảnh vải trắng cũng được. Dương Tĩnh Sơn không ngờ bề ngoài nhã nhặn của Thư Tiên Sinh lại có tính tình nóng này. Tự tay lấy vải trắng, hai tay dâng lên. Tiên Sinh tình nghĩa, Dương Gia vô cùng cảm kích. Thư Diệp nhanh nhẹn buộc mảnh vải trắng vào eo. Tại hà mạng này là do Dương Đại Lão Gia cứu. Nên làm như vậy, nghe Lý Quản Gia nói Dương Đại Phu Nhân muốn gặp Thư Mỗ. Dẫn đường đi. Nhanh nhẹn và gọn gàng thư diệp khiến Dương Tịnh Sơn không thể nói thêm lời cảm tạ nào nữa. Vào chính đường, thư diệp liền nhìn thấy miếng ngọc bội hình Phật thủ phỉ thúy treo bên hông Dương Thạch Thị. Ông ta nhìn chằm chằm ngọc bội, lòng như có hàng vạn con ngựa lao nhanh. Thư Diệp xin bái kiến Dương Đại Phu Nhân. Dương Thạch Thị mời ông ngồi, thầm nghĩ Thư Tiên sinh đến từ kiếm Nam Đông sông Đạo Trị Phủ, quả nhiên không phải người ích châu Phủ, lão gia vì muốn giao tài sản riêng cho Tam Lang, để phòng người khác biết, lại phó thác cho một người ngoài. Chương 159. Dương Thạch thị hai ngày nay không nghỉ ngơi tốt, bọng mắt sưng cao, tóc bạc nhiều hơn tóc đen, mặc bộ tang phục trắng, rõ ràng đã là một bà lão. Nhớ lại ba năm trước đây khi quen biết Dương đại lão gia, Thư Diệp thầm nghĩ không lạ gì đại lão gia thay đổi tình cảm. Khi đó, đại lão gia khoảng 60 tuổi, tinh thần khỏe mạnh, làm việc nhanh nhẹn, phong thái hoạt bát. Khi giao phó sản nghiệp, ông không chút do dự, hoàn toàn tin tưởng vào người thiếp thất đã cùng ông suốt 20 năm và cậu con trai chưa đến tuổi trưởng thành. Khi đó, hắn vì cảm kích ơn cứu mạng của Dương Đại Lão Gia, đã tặng ông một khối ngọc bội hình Phật thủ bằng phỉ thúy. Ông nói rằng nếu trong tương lai người Dương Gia gặp khó khăn, có thể mang ngọc bội này đến tìm hắn, hắn sẽ giúp đỡ. Vì Thư Diệp chưa từng gặp Liễu Di Nương, nên Dương Đại Lão ra mỉm cười nói rằng sau này nhờ Liễu Di Nương cầm khối ngọc bội này đến gặp hắn để lấy lại sản nghiệp. Ngọc bội được treo ở bên hông của Dương Đại Phu Nhân. Một khối phỉ thúy xanh mướt, nổi bật trên nền tang phục trắng, rất dễ thấy. Thư Diệp nhớ đến việc Liễu Di Nương tự sát và Dương Tam Lang không biết gì về tình hình thực tế, không thể không thầm thở dài. Ngọc bội đã đến tay Dương Thạch Thị, nàng cố ý để lộ ra giao sản nghiệp cho Dương Tĩnh Nguyên, hắn có thể giữ được không? Nghe nói tiên sinh vội vàng chạy đến, thiếp vô cùng cảm kích. Lão gia có nhiều bạn cũ, thiếp chưa từng nghe hắn nhắc về mối quan hệ với tiên sinh. Thư tiên sinh có thể nói rõ hơn một chút. Dương Thạch Thị chú ý đến ánh mắt của Thư Diệp, nàng rất hài lòng khi thấy hắn nhận ra khối ngọc bội này. Nếu đã nhận ra, nàng không cần vội vàng, chậm rãi nói chuyện với Thư Diệp ba máy cách ít châu hơn 300 dặm. Người của Dương Gia từ các vùng khác báo tin tang lễ đợi đến sáng sớm mở cổng thành mới xuất phát, có lẽ vẫn còn trên đường. Tin tức của thư tiên sinh từ đâu mà đến, hắn đến Ích Châu vào nửa đêm, thành đã cấm đi lại ban đêm, hắn làm thế nào vào thành? Nói tón lại, người được lão gia tín nhiệm như vậy, lại không thăm ô tài sản, thư diệp không phải người đơn giản. Nàng đang thăm dò nội tình của mình, thư diệp mắt sáng lóe lên, thoải mái nói. Nói đến thật xấu hổ. Nhiều năm trước, thư mỗ thuê thuyền dạo tam hạp, muốn lấy nước từ ba đoạn sông ở củ đường hạp để pha trà. Tuy nhiên, chưa kịp lấy nước, thuyền đã lật. Thư mỗ như vịt cạn, tưởng mình chắc chết, may mắn được đại lão gia cứu lên, nhặt lại mạng sống. Dương Thạch Thị tìm kiếm trong ký ức, hình như 8-9 năm trước, lão gia từng đi thuyền ra khỏi thục để thăm cửa hàng ở Trường An. Khi đó, người đi cùng lão gia là quản gia đã nghỉ hưu. Còn có vài vệ sĩ, hiện tại vẫn ở trong phủ. Thấy thư tiên sinh không nói dối, nàng không biểu lộ cảm xúc nói. Thì ra là vậy, xin thứ cho thiếp hiếu kỳ, nước từ ba đoạn sông ở cù đường hạp pha trà có gì đặc biệt? Dương đại lão gia đúng là đã cứu một người trên sông, và người đó là một mọt sách mê trà. Thư Diệp không lo lắng Dương Thạch Thị kiểm chứng, nhắc lại lời Dương Đại Lão Gia kể. Cù đường thượng hạp nước chảy quá nhanh, hạ hạp nước chảy quá chậm, chỉ có trung hạp nước chảy đều và sen kẽ. Thượng hạp vị đậm, hạ hạp vị nhạt, trung hạp đậm nhạt đều đặn. Lấy nước từ ba đoạn pha trà, vị sẽ khác nhau. Thiếp xin học hỏi, không biết tiên sinh làm việc ở đâu? Người hiểu biết về trà không phải người bình thường, Dương Thạch thị không muốn đi vòng vèo với thư diệp, liền hỏi thẳng. Kẻ hèn ở ba máy làm việc ghi chép sổ sách sống tạm qua ngày thôi. Phòng thu chi tiên sinh nghe như một người nhỏ bé. Trên người hắn mặc áo lụa mỏng, áo bông vải kẹp và mảnh vải đây. Có lẽ món chiếc cầm đấu bồng là sản phẩm mới lão gia tặng cho hắn. Nếu lão gia đã tin tưởng hắn, hắn không thể nào làm mở ám tài sản dương gia. Một người bình thường muốn trốn nợ, dương gia hoàn toàn có thể đối phó. Dương Thạch Thị nói thẳng vào vấn đề lão gia trước khi mất có nói với thiếp, từng ủy thác một khoản sản nghiệp cho tiên sinh. Dùng tấm ngọc bội này làm bằng chứng. Ngọc bội vốn giao cho liễu di nương lại giao cho chính thê, cần gì còn phải nhờ mình chuyển giao sản nghiệp. Dương đại phu nhân đang nói dối, nhưng nếu liễu di nương không nói, dương đại phu nhân cũng sẽ không biết khối ngọc bội này là chứng cứ lấy lại sản nghiệp. Tình huống nào khiến liễu di nương cam tâm giao ngọc bội? Chỉ có thể vì dương tĩnh nguyên. Thư Diệp suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói. Tài Hà đến trước, một là tưởng nhớ Dương Đại Lão ra, mặt khác là để trả lại sản nghiệp cho người giữ ngọc bội. Nói xong, hắn từ trong tay áo lấy ra một tờ danh sách đưa tới. Nhận lấy danh sách từ tay Thư Diệp, Dương Thạch Thị từ trong tay áo lấy ra hồ sơ sao chép tên sản nghiệp, đối chiếu hai tờ danh sách, không có sai biệt. Dương Thạch Thị thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn tiên sinh đã bảo quản sản nghiệp này cho Dương gia. Thấy tình hình này, Thư Diệp biết rõ Dương Thạch Thị đã chuẩn bị trước, mình đã làm đúng. Hắn cười nói, Đại phu nhân quá lời, Tài Hạ muốn ở lại Dương Gia để tiến Đại Lão ra đoạn đường cuối cùng, không biết có được không? Để chặn miệng dư luận, Dương Thạch Thị chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Khi đến tang lễ của Đại Lão Gia, hắn sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với Dương Tam Lang. Theo Thư Diệp, sản nghiệp kia không quan trọng bằng con người dương tĩnh uyên dù có được sản nghiệp kia nếu chọc giận dương thạch thị có rất nhiều cách khiến hắn phá sản trong lòng dương thạch thị mong muốn thư diệp nhanh chóng rời khỏi dương gia thấy hắn vui vẻ giao nộp sản nghiệp căn bản không biết ai là chủ nhân thực sự của sản nghiệp kia lại không có cách đuổi người sau khi giao mọc bội cho thư diệp nàng gọi quản lý đến và ra lệnh đối đãi với hắn như khách quý khi thư diệp rời đi Dương Tĩnh Sơn và Dương Tĩnh Uyên không thể kiềm chế, liền mở miệng hỏi về tình hình sản nghiệp này. Dương Thạch thị cho lui mọi người, chỉ giữ lại hai anh em, rồi kể hết sự tình. 20 năm, hắn ân ái với Liễu Di nương suốt 20 năm, nương đã rộng lượng dung thứ, thay hắn vất vả quản lý cái nhà này. Hắn lại báo đáp ta như vậy sao? Đúng, Dương gia không thiếu khoản sản nghiệp này, nhưng muốn nương trơ mắt nhìn lão ra thiên vị con vợ kế nương trong lòng như bị tưới dầu, đau đớn đến phát run. Dương Thạch Thị nói đến đây, không kiềm chế được rơi lệ. Dương Tĩnh Sơn và em trai cuối cùng không nói nên lời. Dù có được tài sản và cổ phần Dương gia cầm nghiệp, chia cho Dương Tĩnh Uyên cũng không là gì. Nhưng mẹ hận là vì cha thiên vị và vô tình, hai anh em cũng không thể nói gì hơn. Tam Lang là do nương nuôi lớn. Hắn ba tuổi đã biết đọc thiên tự văn, năm tuổi biết vẽ tranh kiếm tiền cho tứ lang và ngũ lang, nương cấm hắn học trước cẩm, không cho học buôn bán. nương sợ mình đi trước cha ngươi, để hắn nâng liễu di nương làm chính thất, biến tam lang từ con vợ kế thành con trai trưởng, cướp đi gia sản vốn thuộc về con ta. dương tĩnh xuân thở dài nói: chỉ là như vậy đối với tam lang không công bằng. dương thạch thị lớn tiếng: không công bằng, di nương của hắn được lão gia sủng ái hai mươi năm chưa từng ngủ lại ở bạch lộ đường vậy là công bằng với ta sao cùng là con trai nhưng lão gia không chia đều tài sản riêng thành ba phần vậy là công bằng với các ngươi sao chuyện đến nước này cũng chỉ có thể giấu tam lang dương tĩnh sơn không coi trọng tài sản đó nếu phải chọn hắn cũng chỉ có thể chọn mẹ ruột của mình con chỉ lo tam lang biết liễu di nương tự sát không liên quan đến ta dương thạch thị nói dứt khoát nàng đã dùng một chút thủ đoạn khiến Liễu Di Nương hiểu lầm rằng cần dùng sản nghiệp để đổi lấy sự an toàn cho Dương Tĩnh Nguyên. Đó là do Liễu Di Nương tự tưởng tượng, liên quan gì đến nàng? Sản nghiệp là do Liễu Di Nương tự nguyện giao ra, nàng muốn thắt cổ tự sát, ta cũng không ép nàng. Dương Tĩnh Sơn thở phào nhẹ nhõm, tàm làng kém cỏi, từ nhỏ đến lớn suốt ngày chơi bời lêu lồng, coi như thay hắn xử lý sản nghiệp này. Hiện tại hắn đang giữ đạo hiếu không thể thành thân, ba năm sau lập gia đình, lại tìm cơ hội lấy lại sản nghiệp. Cũng không phải vì tình huynh đệ giả tạo, sau khi quyết tâm, phân phó em trai giữ kín miệng. Dương Tĩnh Nham luôn làm theo huynh trường, lúc này cũng đồng ý. Chương 160. Hoa Thanh đạo trưởng sống trong một túp lều ở lưng chừng núi. Hắn thích nhất là thu thập dược liệu để ngâm rượu thuốc và chế thuốc viên hoa thanh nhận dương tĩnh uyên làm đồ đệ vì thấy dương gia giàu có có thể cung cấp nhiều dược liệu quý hiếm kết quả là dương tĩnh uyên thông minh và chịu khó việc này khiến tiểu đồ đệ của hoa thanh trở thành niềm vui bất ngờ của ông ta dương tĩnh uyên xuống ngựa ở ngoài hàng rào tre mang theo rượu còn lại từ đêm trước gọi một tiếng sư phụ hoa thanh đạo sĩ thấy hắn ôm vò rượu trong tay liền vui vẻ đặt cuốc xuống háo hức hỏi đồ nhi giỏi mang rượu gì đến hiếu kính sư phụ vậy rượu này ngài nếm thử sẽ biết dương tĩnh Nguyên tạm thời thay đổi ý định đi vào nhà lấy hai chén trúc mang ra hoa thanh đạo sĩ đã ngồi sẵn trên ghế đá trong sân cười hi hi chờ đợi rượu có màu đỏ thẫm khi rót vào chén trúc màu nghệ có thể thấy rượu hơi đục mùi rượu nồng nặc mang theo hương mọt nhẹ hoa thanh đạo sĩ hít một hơi sâu rượu này ngâm với dược liệu gì vậy dược liệu chắc chắn phải có dược liệu thì mới làm phụ thân say mê đến thế dương tĩnh uyên cười gượng sư phụ nếm thử một ly hoa thanh đạo sĩ uống hết thở ra một hơi đầy mùi rượu nồng hắn chép miệng mắt bỗng nhiên trợn tròn nhìn quanh một chút rồi cầm cây trổi bên cạnh đánh dương tĩnh uyên đồ đệ bất hiếu dám đem loại rượu trắng dương này trêu sư phụ dương tĩnh uyên nhảy dựng lên chạy vòng quanh vườn thuốc vừa chạy vừa nói. Sư phụ, ngài nói rõ hơn đi, rượu tráng dương là gì? Uống lâu dài sẽ ra sao? Sư phụ còn là gà giò đâu? Hoa thanh đạo sĩ tức giận chửi. May mà lưỡi của đạo sĩ còn linh hoạt, nếu không uống hết vò rượu này, người gọi sư phụ đi cọ cây à. Trong phòng đông xương, di nương liễu mặc yếm đỏ, thi thể phụ thân, không khí hỗn loạn, mùi đồ vật sộc vào mặt. Dương tĩnh uyên hết lên một tiếng, ôm đầu ngồi xổm xuống bên bờ ruộng. Phụ thân năm nay đã 61 tuổi, ai bảo ông uống loại rượu mạnh này, thật sự là muốn lấy mạng ông. Khiến ông qua đời theo cách này, làm di nương không còn mặt mũi để sống. Khiến mẹ cả mất mặt, nhìn thấy di nương treo cổ tự tử. Nhị bá phụ, sang ngươi lại ác độc như vậy? Cây trổi đánh mạnh vào người hắn, rừng tĩnh uyên không tránh không né. Hoa thanh đạo sĩ dừng tay. Tiểu tử thúi, người biết lỗi rồi chứ? Dương Tĩnh Uyên quỳ gối trước mặt ông, ôm chân ông. Sư phụ nói cho con biết rượu trắng dương gì mà mạnh đến vậy? Ngâm với dược liệu gì mà khiến một ông già khó kiềm chế dục vọng? Sư phụ ngài nói cho con biết. Mắt đỏ hoe, nước mắt lấp lánh. Hoa Thanh đạo sĩ sợ hãi, không trả lời mà cúi xuống nhìn kỹ hắn. Tam Lang, sư phụ biết người có hiếu tâm, chỉ uống một ly. Sư phụ không đến mức đi cọ cây đâu. Nói thêm đạo gia cũng không cưới dâu, người khóc cái gì? Nhắc đến chữ khóc, Dương Tĩnh Uyên đã nhịn nước mắt suốt hai ngày, giờ không kìm được nữa. Ôm chân Hoa Thanh Đạo Sĩ mà khóc quà lên. Hoa Thanh Đạo Sĩ hỏi thêm vài câu, thấy hắn dường như không nghe được. Ông nhất thời bực bội, kéo hắn đứng dậy, ném xuống đất. Người đã 18 tuổi, sao không đứng lên như đàn ông được? Đừng khóc nữa hắn run rẩy bị nước mắt thấm ướt đạo bào, chạy vội trở về. Thật bẩn, ngươi không biết đạo bào đáng giá tiền sao? Đó là ta ma cho ngươi. Dương Tĩnh Uyên ngồi dưới đất, lau nước mắt, cao giọng gọi theo bóng lưng đạo sĩ. Hoa Thanh đạo sĩ quay lại mắng, ngươi mua cho ta thì là của ta. Dương Tĩnh Uyên không chịu thua kêu lên, dính đầy nước mũi rồi, ta lại mua 18 bộ cho ngươi. Dù có mua 18 bộ nữa thì vẫn là của ta đồ đệ bất hiếu, trời không tha ngươi. Hoa thanh đạo sĩ phất tay áo vào phòng. Dương tĩnh uyên nằm dài trên đất, hai tay gối sau đầu. Gió núi so với trong thành lạnh hơn, mang theo một chút ấm áp và hương hoa đào. Hắn nhắm mắt lại, lấy từ bên hông túi thơm mà quý anh anh tặng, đặt lên mặt. Những cây cối trong núi, dù đông không héo úa, xanh tươi um tùm, làm cảm xúc kích động của hắn dần tản đi. Hắn cầm túi thơm hôn một cái, rồi đứng lên, bước về phía nhà tranh. Hoa Thanh đạo sĩ đang phân loại dược liệu, liếc nhìn hắn một cái rồi nói: "Không khóc nữa à, vui buồn thương tâm quá nhiều, từ nhỏ đến lớn đã nói bao nhiêu lần rồi mà không nhớ?" Dương Tĩnh Uyên cúi đầu, "Cha ta đã qua đời, di nương của ta treo cổ tự tử." Hoa Thanh đạo sĩ tay run lên, làm rơi dược liệu vào giỏ trúc. "Cha ngươi uống loại rượu đó?" Dương Tĩnh Nguyên quay mặt khó xử. Không trách được, không cần Dương Tĩnh Nguyên nói chi tiết, hoa thanh đạo sĩ đã đoán được bảy tám phần. Ông vỗ vai Dương Tĩnh Nguyên. Đi theo ta. Ông rót lại một chén rượu, nhấp một ngụm nhỏ, tinh tế thưởng thức. Nghiêu hoàng, xả hương, sừng hươu, hổ cốt, thiềm tô, còn có dâm dương hoắc, ba kích, thiên nhục thung dung. Rượu này ngâm quá nhiều dược liệu, dược tính cực mạnh. Như dâm dương hoắc, có câu là tây xuyên bắc bộ có dâm dê một ngày trăm lần giao hợp dùng hoác này để bổ dưỡng gọi là cổ dâm dê rượu này tầm thường nam tử uống vài chén cũng không sao nhưng uống nhiều uống thường xuyên chỉ gây hại mọi việc có mức độ quá giới hạn sẽ không kịp cứu ngươi nhìn màu sắc của nó như máu nghe nói ở rừng rậm nam chiếu có loại huyết đằng ngâm vào rượu có thể làm tăng sức mạnh của rượu tráng dương lên ba phần rượu này còn ngâm cả bột huyết đằng nghe đến hai chữ nam chiếu thân thể dương tĩnh uyên không kìm được mà run dày nhị bá phụ lấy loại rượu này từ đâu từ thịnh phong trạch sao từ khi nào thịnh phong trạch đã cấu kết với nhị bá phụ thịnh phong trạch lại là hắn hắn tại sao phải đối phó với dương gia là vì hôn dự với quý anh anh sao hắn ngay sau đó nghĩ đến nhị lão gia hại phụ thân là nhằm vào việc nắm giữ gia nghiệp của trưởng phòng Phụ thân chúng ám toán qua đời, tiếp theo nhị bá phụ muốn làm gia chủ, chắc chắn sẽ diệt trừ đại ca và nhị ca. Có Thịnh Phong trạch hỗ trợ, mọi chuyện đều có kế hoạch và tính toán. Vốn là chuyện không thể nào, giờ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Dương Tĩnh Uyên không dám dừng lại nữa, hành lễ với sư phụ rồi nói: "Sư phụ, Dương gia đang lúc rối loạn, tam lang sẽ trở lại thăm ngài sau. Con phải đi đây, mọi việc không thể nôn nóng." phải giữ thân, dưỡng tính, dưỡng khí. Hoa thanh đạo sĩ chưa nói hết câu, Dương Tĩnh Uyên đã vượt qua hàng rào, nhảy lên ngựa phóng đi. Ông trợn mắt nói, đứa nhỏ này sao gấp gáp thế, gặp việc lớn liền dễ xúc động. Dầu vừng đang chờ dưới chân núi, thấy Dương Tĩnh Nguyên xuống núi, hắn cùng đi với Dương Tĩnh Nguyên trở về thành. Khi đi qua Tam Đạo Yển, dầu vừng không kìm được hỏi. Lang quân, có ghé thăm quý gia không? về phủ. Dương Tĩnh Uyên nóng lòng mang tin tức về, lo lắng cho huynh trưởng, không có tâm trạng dừng lại. Hai người cưỡi ngựa từ đầu đường Tam Đạo Yển đi qua, Dương Tĩnh Uyên vô ý liếc mắt nhìn cửa hàng hoán hoa nhiễm bên đường. Quý Diệu Đình ngồi trong cửa hàng, thoáng nhìn thấy, đang định đứng lên chào hỏi thì Dương Tĩnh Uyên đã đi xa. Sao lại vội vã vậy? Chẳng lẽ Dương gia lại xảy ra chuyện? Quý Diệu Đình nghi ngờ nhìn theo hai người đi xa lòng dâng lên dự cảm sống. ông gọi người đánh xe đi vào thành để thám thính tin tức. Dương Tĩnh Uyên về phủ, vừa vào cửa, bất ngờ thấy thư Tiên Sinh ngồi trên ghế dài với người gác cổng. Thư Diệp không biết nói gì đó khiến người gác cổng cười đến nắm bụng. Thường thì khách không tự hạ thấp mình ngồi nói chuyện phiếm với người gác cổng. Thư Tiên Sinh này thật kỳ lạ. Thư Diệp cố ý đợi Dương Tĩnh Uyên trở về, đứng dậy chắp tay chào tam lang quân trở về thư tiên sinh chào dương tĩnh uyên đáp lễ rồi đi vào trong thư diệp nói với bọn sai vặt ngày mai lại nói tiếp với các ngươi thấy dương tĩnh uyên đi nhanh ông gọi lớn tam lang quân chờ thư mỗi chút dương tĩnh uyên đành dừng lại thư tiên sinh có việc gì đương nhiên là có thư diệp mắt xanh linh hoạt chuyển động tìm chỗ yên tĩnh để nói nói gì đây nói về sản nghiệp của phụ thân Nói về lý do di nương tự sát, Dương Tĩnh Uyên không muốn nghe. Ta còn có việc, rảnh sẽ cùng tiên sinh nói chuyện. Thư Diệp hạ giọng nói: "Cha ngươi đã truyền một số sản nghiệp lớn cho ta, nhờ ta giao cho. Giao cho mẫu thân ta. Cha ta qua đời, sản nghiệp của ông nên để mẫu thân xử lý." Dương Tĩnh Uyên ngắt lời ông. Hắn không muốn số sản nghiệp này, trước đây không nghĩ, bây giờ cũng không muốn hắn hiện tại chỉ muốn làm sao đối phó với nhị bá phụ và thịnh phong trạch bảo vệ huynh trường của mình hắn không muốn vì số sản nghiệp này mà kéo thêm chân tướng di nương tự sát dương tĩnh uyên bỏ mặc thư diệp bước nhanh đi thư diệp đứng ngây một lúc lâu rồi lẩm bẩm ta đoán sai sao dương tam lang biết rõ chuyện này thú vị thật phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn